vụ án có một không hai phanh vợ rồi giấu gầm giường cuốn gói phi tang dưới sông <laughs> xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng vốn có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong một lần lời qua tiếng lại vì vợ không chịu dậy nấu cháo cho con hung thủ đã lạnh lùng ra tay với vợ rồi phi tang xuống sông nhưng khi đối mặt với cơ quan điều tra hắn vẫn một mực chối tội và ra vẻ là một người chồng quan tâm, yêu thương vợ. Hãy cùng PKT lật mở toàn cảnh vụ án kinh hoàng này. PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Vụ án gần gũi với chúng ta và có tính tàn nhẫn rất cao. Vì vậy mọi người hãy cân nhắc trước khi xem. Ra tay với vợ vì không chịu vâng lời. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2011, một số người dân đang ngồi uống cà phê tại quán nước ven sông Đồng Nai bất ngờ phát hiện trên khúc sông đoạn chảy qua ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, có một bọc bằng bạt xanh trôi lững lờ cùng lớp bèo dưới mặt nước. Họ kinh sợ khi nhận thấy trong gói bạt hiện ra một bàn chân người đã tái nhật. Ngay lập tức người dân đã báo lên cơ quan công an để làm rõ sự việc. Quá trình khám nghiệm pháp y, công an tỉnh Đồng Nai xác định nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi nạn nhân đã tử vong do bị ngạt thở. Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nên công an đã huy động lực lượng, nhanh chóng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, việc xác định tung tích và danh tính nạn nhân hết sức khó khăn, vì đại thể là đang trong thời kỳ phân hủy nên rất khó nhận dạng. Trong lúc công an đang truy tìm trung tích nạn nhân xấu số thì sáng 20 tháng 5, một người tên Nguyễn Hữu Hưng, 32 tuổi, ngụ phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến trình báo với cơ quan điều tra về việc vợ mình tên là Phạm Thị Thanh Hoa, 29 tuổi, đang làm công nhân tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, đi làm từ ngày 15 tháng 5 chưa về. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định thi thể phụ nữ trôi sông chính là chị Hoa, vợ của Nguyễn Hữu Hưng. Trình báo trước cơ quan điều tra, Hưng cho biết, sáng ngày 15 tháng 5, chị Hoa đã mang theo xe gắn máy, điện thoại di động và túi sách đi ra khỏi nhà. Khi chị Hoa đi chỉ có một mình Hưng biết vì lúc đó trong nhà có bà Nguyễn Thị Khuyên, mẹ ruột của Hưng và đứa con gái đi tập thể dục. Qua điều tra bên cạnh những tình tiết thể hiện Nguyễn Hữu Hưng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra còn xác định những thương tích lạ trên người của Hưng mà khi làm việc với điều tra viên, nghi can này không lý giải được. Các trinh sát được tỏa đi nhiều hướng để xác định ngày chị Hòa mất tích thì chị này cũng không đến công ty làm việc. Mở rộng điều tra, công an thu thập được thông tin thời gian gần đây giữa Hưng và vợ thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn. Hưng đã nhiều lần xô sát, thậm chí có lần Hưng cố tình gây tai nạn cho chị Hoa lúc chở chị đi trên đường. Lúc đầu, nghi can luôn khẳng định không hề có mâu thuẫn vợ chồng nên không có lý do gì để gây án. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ của các điều tra viên đưa ra, Hưng đã phải cúi đầu nhận tội. Hung thủ được xác định có lý lịch như sau: tên thật Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 1980, quê quán thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Hữu Hưng và chị Phạm Thị Thanh Hoa, 29 tuổi, kết hôn với nhau từ năm 2006. Có một con chung sinh năm 2009. Vợ chồng Hưng sống cùng mẹ chồng ở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Sau khi kết hôn năm 2006, Hưng và chị Hoa sống không hạnh phúc. Giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau. Và đã nhiều lần Hưng tác động vật lý với chị Hoa. Mặc dù đã có một đứa con gái lên hai, nhưng mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Hưng ngày một thêm trầm trọng. Ngày 9 tháng 5, chị Hoa nghĩ Hưng đã lĩnh lương về nhưng không đưa tiền để mua đồ ăn cho con, nên giữa hai người lại nảy sinh cãi vã. Những ngày tiếp sau đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng lại thêm gay gắt và chưa có cách giải quyết. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2011, hắn bảo với vợ đi chợ mua thức ăn về nấu cháo cho con. Tuy nhiên do đêm trước đó vợ chồng cãi vã nên chị Hoa trả lời, con người chứ không phải con bò, rồi vào phòng ngủ tiếp, bực tức, hưng tắt mạnh vào mặt chị Hoa, Lúc này bà khuyên mẹ Hưng cũng đã dậy và theo con của Hưng đi tập thể dục. Lúc này Hưng và chị Hoa tiếp tục lời qua tiếng lại. Chị Hoa ưng bướng leo lên giường đi ngủ. Mặc kệ chồng. Vì tức giận vợ, Hưng đã dùng chăn phủ lên mặt vợ và dùng cánh tay gây ngạt đến khi chị Hoa không còn nói thêm lời nào. Biết chị Hoa đã mất mạng, Hưng đã đưa thi hài vợ vào dưới gầm giường rồi lấy chiếu che lại. Tránh không để bà khuyên và đứa con phát hiện. Để đánh lạc hướng mẹ, Hưng đã nhanh chóng lấy xe máy mà chị Hoa vẫn thường xuyên đi làm cùng đôi dép của người phụ nữ xấu số này treo lên xe, rồi phóng xe chạy ra đoạn đường cách nhà khoảng 200 mét, bỏ lại bên lề cùng chìa khóa rồi trở về nhà. Khi bà khuyên cùng đứa con của Hưng đi tập thể dục về, hỏi chị Hoa đâu thì Hưng nói vợ mình đã đi đâu không có rõ. Đợi lâu không thấy chị Hoa về, bà khuyên bảo Hưng gọi điện cho chị Hoa nhưng Hưng giả bộ gọi và nói rằng vợ mình đã đi làm. Đánh lừa được mẹ, Hưng vẫn đi chợ mua cháo cho con ăn. Trên đường đi Hưng bỏ chiếc điện thoại di động của vợ trong túi quần thì có người bạn làm cùng công ty gọi cho chị Hoa. Hắn mở máy nhưng không nghe, sau đó thì tắt máy luôn. Cả ngày hôm đó, mặc dù người vợ đang giấu dưới gầm giường nhưng Hưng vẫn thực hiện công việc hàng ngày một cách bình thường với tâm lý bình thản đến lạ lùng. Ở 16 giờ cùng ngày để có cơ hội phi tang thi hài của vợ, Hưng đi mua một con vịt để đưa sang nhà chị gái gần đó nấu cháo rồi đưa bà Khuyên và con gái của mình cùng sang ăn. Cùng thời gian này Hưng đi mua một tấm bạt dây rủ để gói vợ. Đến khoảng 20 giờ khi bà Khuyên đang ở bên nhà chị gái để dọn dẹp thì Hưng đã đưa con về nhà. Sau khi cho con ăn, Hưng đã vào phòng ngủ của mình, kéo vợ dưới gầm giường ra, dùng dao chia nhỏ và gói vào tấm bạt đã mua sẵn. Sau đó Hưng bế vợ ra trước khiên nhà, dùng bó củi che lại nhằm đưa đi phi tàng. Đến khoảng 22 giờ, Gia đình của chị Hoa từ quê gọi điện và hỏi sao cả ngày không liên lạc được cho chị Hoa thì Hưng bắt máy, trả lời rằng vợ mình đi làm chưa về. Do gia đình ở quê nghi vấn nên đã gọi nhiều anh chị em của Hoa sinh sống gần đó và họ bắt đầu tỏa đi tìm tung tích của người phụ nữ này. Để mọi người tin rằng chị Hoa bị mất tích, Hưng đã cùng mọi người đi tìm vợ. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 16 tháng 5, sau khi không tìm thấy chị Hoa, mọi người ai về nhà nấy và hẹn sáng ngày đi tìm tiếp. Khi về đến nhà, Hưng nói với bà Khuyên là chưa tìm thấy và tiếp tục đi tìm vợ ở khu vực bệnh viện Đà Khoa Thống Nhất. Tin lời con, bà Khuyên đã vào nhà khóa cửa đi ngủ. Còn lại một mình trong đêm khuya thanh vắng, Hưng đã dùng xe máy của mình bê đại thể của chị Hoa giấu sẵn trước khiên nhà lên xe chở đến khu vực xã Thiện Thân, huyện Vĩnh Cửu rồi vất xuống sông và quay trở về nhà coi như không có chuyện gì. Nhiều ngày sau đó, mọi người vẫn không tìm thấy tung tích của chị Hoa, còn Hưng đã đến cơ quan công an để trình báo về việc vợ mình mất tích không sủi tâm, giống như hắn là một người chồng thương yêu vợ. Những ngày cứng ngọ không khai. Song song với đó là những chứng cứ ngoại phạm thiếu thuyết phục khiến cơ quan điều tra đưa Hưng vào diện tình nghi số 1, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Hưng để phục vụ công tác điều tra đã được ban hành. Tuy nhiên, việc bắt và tạm giữ Hưng đã đến vào ngày thứ 9 mà hắn vẫn một mực không khai báo hành vi phạm tội của mình, hưng trước sau vẫn khẳng định không liên quan gì đến sự ra đi của vợ. hắn nói vì phát hiện vợ mất tích nên trình báo với cơ quan công an, nhưng sau đó lại bị bắt oan. Thời gian gia hạn tạm giữ đối tượng đã đến lúc tính bằng giờ. Nhưng những gì mà cơ quan điều tra nhận ra được từ kẻ thủ ác lạnh lùng này vẫn chỉ là sự im lặng. Nhưng những phút cuối đó, các biện pháp nghiệp vụ đầy mưu trí đã được điều tra viên sử dụng tối đa khi chiếc xe đặc trùng chuẩn bị chở đối tượng về trại tạm giam những vòng bánh nặng nề của chiếc xe đã bắt đầu quay cũng là lúc nguyễn hữu hưng xin các cán bộ được khai bằng việc cho hắn được viết hai lá thư một cho bố vợ và một là cho mẹ ruột của chính hắn bằng những lá thư này nguyễn hữu hưng đã nói lên những lời xin lỗi muộn màng đối với những người đã có công sinh thành sau những lời sám hối muộn màng đó là những lời khai báo rùng rợn của một người chồng mất nhân tính vụ án đã được làm sáng tỏ nhưng để chân tướng của một kẻ thù ác đầy gian xảo như Nguyễn Hữu Hưng được lộ rõ nguyên hình. Tại phiên tòa, Hưng thừa nhận tất cả hành vi sát hại vợ, dựng hiện trường giả phi tang để đánh lạc hướng cơ quan điều tra và người thân. Tuy nhiên, chi tiết chị Hoa bị chia nhỏ bằng dao không còn nguyên vẹn thì Hưng một mực phủ nhận. Hưng lạnh lùng nói, bị cáo không làm như thế với vợ. Dấu vết đó có thể là do cá cua dìa vào. Khi hỏi về động cơ gây án, Hưng trình bày do vợ không chịu vâng lời, thường hay ngủ dậy muộn, nói vợ một thì vợ cãi mười nên đã ra tay sát hại vợ. Nữ bị cáo tỉnh táo thu dọn hiện trường là do ma quỷ xúi dục nên mới thực hiện tội ác một cách lạnh lùng. Dù bị cáo phủ nhận hành vi dã man đối với vợ nhưng hội đồng xét xử xác định, động cơ gây án của Hưng là hết sức man dở, có chủ ý sắp đặt sẵn. Vì vậy, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hưng mức án tử hình về hành vi tàn ác của hắn. Vụ án đã khép lại, kẻ thù ác đã phải đền tội. Nhưng còn đó những xót xa cho đứa con nhỏ phải bơ vơ côi cút trong cuộc đời. trả sát hại mẹ, thậm chí còn làm điều không tưởng cho cá rỉa à, khiến bất cứ ai ở Biên Hòa mỗi khi nhắc đến cái tên Nguyễn Hữu Hưng đều dùng mình kinh hãi. Và các bạn có suy ngẫm gì về vụ án có 102 phanh vợ rồi giấu gầm giường, cuốn gói phi tang dưới sông này hay không? Bạn muốn VKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù một đội tiếng mỗi ngày trên BKT.